sau khi viết bài phản ánh về tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, một phóng viên của báo Kinh tế và Đô thị bị đối tượng lạ mặt gọi điện chửi bới, dọa giết cả nhà. Ngày 17 tháng 6, trưởng Công an quận Hà Đông cho biết, hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận đã tiếp nhận đơn trình báo và sẽ giải quyết sớm nhất. Trước đó, sau khi nhận được thông tin của người dân phản ánh về bãi trông giữ xe của công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Việt Anh trên địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông có dấu hiệu hoạt động không phép khi tự ý quây tôn, lập chốt bảo vệ gây mất an ninh trật tự. Ngày 7 tháng 6, phóng viên D, báo Kinh tế và Đô thị đã về ghi nhận thực tế và trao đổi với ông Nguyễn Bá Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Nghĩa. Ông Tiến thừa nhận bãi xe của công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Việt Anh là vi phạm trái quy định. Sau bài viết của phóng viên D, bãi xe trên đã được dừng hoạt động, xóa sổ để trả lại mặt bằng. Khoảng gần 22 giờ đêm ngày 15 tháng 6, phóng viên D bất ngờ nhận được nhiều cuộc gọi từ số điện thoại lạ 0965332598. Người này tự xưng tên là Công, sinh năm 1995 ở Lê Chân, thành phố Hải Phòng, rồi liên tục chửi bậy và cho biết đang từ Hải Phòng lên tìm để giết cả gia đình phóng viên D. Lý do người này đưa ra là do phóng viên đã viết bài về một người anh của đối tượng. Trong cuộc gọi, đối tượng còn nói anh đối tượng là lãnh đạo ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Trao đổi với phóng viên người đưa tin TV, phóng viên D cho biết bản thân không quen đối tượng Công và không có mâu thuẫn với ai. Không hiểu vì sao sau khi làm việc với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Nghĩa xong thì đối tượng Công lại biết số điện thoại, địa chỉ nhà và cả vợ con của anh để rồi bị dọa giết. Phóng viên D đã gửi đơn đến cơ quan công an quận Hà Đông, Hội Nhà báo Việt Nam. Chiều ngày 17 tháng 6, phóng viên đã liên hệ với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Nghĩa và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông để trao đổi thêm thông tin nhưng chưa nhận được phản hồi. Còn trao đổi qua điện thoại với người đưa tin TV, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, trưởng công an quận Hà Đông cho biết, hiện cơ quan cảnh sát điều tra quận đã tiếp nhận đơn của phóng viên D và sẽ giải quyết sớm nhất có thể. Theo điểm D khoản 9 điều 2 Nghị định 14/2022 NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi có lời nói, hành động đe dọa tính mạng nhà báo phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, điều 133 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 có quy định về tội đe dọa giết người như sau. Khoản 1. Người nào đe dọa giết người nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Điểm C. Khoản 2. Phạm tội với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm.